gì vậy? Lạnh. Lạnh mà lạnh. Anh nói là cái gì vậy đó? Lên núi mà có tuyết á, anh chỉ cho có cái khăn quàng cổ thôi. Thì cái thời tiết này là thời tiết nóng đó với anh đúng không? Đói chưa? Đói mà có cái miệng. Bây giờ mình ăn cái gì? Hai anh em đã hoàn thành phần nhiệm vụ vận động nên hai anh em sẽ nhận được bữa ăn tối. Ít nhất là gồm 3 món độc lạ nhưng không quá đắt tiền. Rồi hiểu luôn rồi. Và vì Thiên Hương hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn là Miko giúp tay thực hiện ít nhất một món. Hồi phục sức khỏe cho anh nha. Ừ rồi đi lên đường. Đi đi đi. Có một người bạn sống ở Đà Lạt lâu năm rồi chỉ với em. Chợ Đà Lạt á, nếu mà anh đi bên phải này có một cái hàng bún rất nổi tiếng. Bún riêu kiểu của người Đà Lạt là nó có phong cách miền Trung một chút. Còn bên trái á thì em nhớ là có tiệm là bánh bèo bột lòng bánh ít. Tại ở Đà Lạt á, vì cái không khí khí hậu đó cho nên nấu nước không bao giờ sôi được 100 độ. Quen của em ở đây đi. Quay ra chương trình em một cái món ăn gì mà vừa độc vừa lạ mới mẻ rẻ tiền không có mới không có độc nhưng mà là ngon. Món gì chị? Bánh tráng nướng là nổi tiếng của Đà Lạt. Bánh tráng nướng rồi, trứng nướng hành nè, thịt xiên que. Xiên que có thể, trời ơi rất ngon. Còn mấy chỗ bán sữa luôn, sữa đậu nành ở đây là nổi tiếng thôi. Rồi sữa đậu nành, rồi cái món là lạ nữa thì có da u phô mai là nổi tiếng, bán cháy một chén luôn. Bây giờ da u phô mai chị có luôn hả? Chị tặng cho em đây, bây giờ luôn. Người đàn ông này chưa bao giờ ăn dâu ô phô mai. Em có đúng người không? Nổi tiếng ở đây là. Ủa, khoan, dâu ô phô mai ăn chị sao? Chị tặng đây rồi, mấy bạn có muốn thưởng thức tại đây không? Hay có, ăn luôn. Chưa ô phô mai. Ai đi lên Đà Lạt phải ăn, dứt khoát là phải ăn món này. Chị cho luôn á, phô mai. Chị cho đó. Tôi chưa ăn, thề tôi ăn rồi. Béo không? Thấy nó mặn mặn hơn không? Bỏ muối hả? Béo mà nó thơm, không bỏ bột không gì hết, sữa tươi, sữa chua, phô mai. Món này chắc cái anh Dương thích rồi bởi vì nó tốt cho sức khỏe mà. Quá tốt cho sức khỏe, nhiều chất bổ mà lại ngon. Má cháy không? Mình có món da u muối luôn. Đâu nữa? Da u muối là ngoài Đà Nẵng có. Em nên hồi phục về cái vụ đi ăn cho anh đi. Ừ, mấy cái đồ ăn vặt là sao anh yếu rồi, vậy? Để từ từ, để tới du lịch thì thú lần sau á làm cho anh Dương ăn. Chị ơi, em cảm ơn chị nha. Trời, không có gì. Chị bán món gì chị? Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng hả? Chị, cho em nướng. Lên Đà Lạt có một chỗ mà phải ăn đó chính là xôi ngay đường 32. Bánh tráng nướng dẻo không của cô đó đúng không? Nó nhiều lắm, nó quá trời. Biết rồi, biết rồi. Quá lửa cái bị cháy không? Ở nhà em có nấu ăn gì không? Không. Bánh tráng là bánh tráng của miền Trung. Ok, đi dùng được mà ăn. Ông hiếp lại mạo hiểm trong sức khỏe của anh Thiên Hương thế nhỉ? Em thấy nó hơi dày. Đúng rồi, bánh tráng nó ở khu vực này thường thường là vậy mà. Wow, tôi thèm quá. Ôi, làm sao mà em làm mai lên nữa. Cái này là của em, cái của anh sẽ là do em làm. Cô, bánh tráng này là có ở Đà Lạt là từ khi nào cô? Cô đang có bạn á, là cái bạn cô á. Là bọn tuổi chân mẹ cô được 13 tuổi. Mình không biết anh Vương đó làm gì, chơi kiếp gì. Cái người đó bạn là kẻ 5 ngàn thôi. Còn bây giờ? Lên 5 ngàn, 6 ngàn, 7 ngàn, 8 ngàn. Bình thường là 10 ngàn, mà còn cái đi vô nữa là 20 ngàn. Con ăn thử đi. Dạ cô, đây, của con. Ờ, rồi con ăn thử đi. Dạ. Nó phải ngon ha. Ok, anh cắn chứ, cãi đi để tí nữa anh biết cái của em nó như thế nào. Nóng bắt. Pizza Việt Nam đấy. Chị hai người ăn ba một. Wow. Ngon. Ngon. Rồi em làm đi. Em không làm đi. Bé ăn cho tôi. Ở nước mạnh mới là mặt trăng. Thôi bỏ đi. Kỹ hủ mặt trăng thì em không. Mặt mập thì có mặt trăng. Hành nhiều vô mới ngon. Cái anh nghi ngờ em quá Trinh. Rồi đập cái trứng vô. Thấy vậy là thấy là nó chạy kìa. Xoay. Xoay cái gì? Xoay. Nó chạy nè. Trời ơi, bánh của anh xoay vòng tròn. Xoay cái bánh vòng tròn đó. Anh Dương mà ăn cái bánh này chắc. Anh thử chứ. Ờ, nhiều khi anh Dương làm một rành nghề em ăn Vinh nữa. Xoay vòng tròn. Từ từ đi. Ông ăn hết cái của tôi được. Anh nghi ngờ bánh này quá. Đi, đi, đi. Cô ta đây. Được chứ bộ. Trời ơi. Anh phải ăn đó. Tay rửa chưa vậy? Trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Cô ơi, cứu con, nó cháy. Mà làm chắc đồ chắn ăn là nó rất là giòn luôn á. Chảy ra. Ôi, em làm cái này em thấy chất lượng á. May, con này gần ốm. Bởi đi với cô nàng. Rồi cái này gần sao? Làm được thì mình. Chảy rồi đó. Ngon, ngon.
Ngon 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 ngon. Dạ dạ, bà kẹp bẹp dễ giống cô. Mày là mình biết trước không? Nãy em chưa ăn, em ăn cái này. Nè. Không, anh no rồi. Anh ăn hết cái của em à. Để bỏ ra cái miếng khác nữa. Trời ơi. Nè, anh nhìn cái tấm lòng của em, cắn thử một cái đi. Ngon. Dạ, thấy chưa? Đúng là có khác, mùi vị khác, đắng hơn. Chúng ta đã thưởng thức được hai món ha. Mà có thể là nói là thưởng thức đâu, có anh ăn hết cái bánh kia của em còn chưa kịp ăn nữa. Có một món ngon hơn, đặc trưng ở đây mà hầu như ai cũng muốn ăn, bánh mì. Hồi nãy em giới thiệu mấy món cái nó hương vị Việt Nam. Cái giờ nó bánh mì, anh biết ăn bánh mì chính là cái quốc hồn quốc tí của Việt Nam mình không? Nó bụng rồi. Trời ướt nhẹp rồi. Mưa lạnh như vậy ăn đồ nóng rất là ngon. Đúng rồi, em thấy xíu mại này khác là xíu mại Sài Gòn không? Khác, em thấy viên nó nhỏ hơn. Thôi ok, xíu mại ở Đà Lạt không có cà chua. Ai bỏ cà chua? Đó. Có, Sài Gòn có Sài Gòn là có cà chua. Nhưng mà em thấy ở Sài Gòn á cũng không có bày ra một nồi như vậy. Cái phần rau kèm thấy cũng lạ. Nó có hai ổ. Cay xé lưỡi. Cô bán món này lâu chưa? 20 mấy năm. Mẹ cô truyền lại. 1, 2, 3. Có kết hợp được tốt đẹp. Mặc dù anh em có vẻ đi một ngày tưởng thân thiết mà mình chưa có kịp làm, chưa kịp mời. Mình đi ẩm như bù nhìn đi theo chơi cho vui vậy thôi. Sao nó có nghĩ gì tới tưởng tượng tồn tại của mình. Ngon. Ngon ngon. Ngon. Cái vị tất nhiên là hoàn toàn khác so với Sài Gòn ha. Em thấy nó lạc hơn, cay hơn. Chút nhưng mà cay hơn. Cái thứ hai nữa là không có vị chua. Em thấy ở đây béo hơn nhiều á. Tại vì thịt mỡ với lại phần dầu màu nhiều. Cay ghê luôn. Trời ơi, giết tôi đi. Trong vòng 5 nốt nhạc các bạn hãy kể ra những món ở Đà Lạt mà các bạn muốn ăn. Nữa đâu anh? Trời. Xô gà. Gì nữa? Bánh mì thịt nướng nè. Khoai lang nướng. Thịt heo nướng nè. Đặc biệt là cà phê ở Đà Lạt cũng cực kỳ ngon. Có luôn. Kem bơ. Các món ăn mà Miko với anh Vương thích ăn thì cũng ăn rồi. Mà các món mà các bạn thích ăn thì tụi tôi cũng ăn giùm các bạn rồi. Dạ. Và chắc chắn là ekip của mình sẽ khó mà đi Đà Lạt lại lắm. Tại mình sẽ đi nơi khác nữa. Không nên sao. Là các bạn cũng không ăn được nữa đâu. Sau chương trình này rồi. Tôi sẽ bút vé và bài thẳng ở Đà Lạt không. Ăn uống. Đó là phần ăn uống mà nhiêu đó thôi là các bạn cũng thấy anh Thiên Vương anh mang lại cho Miko một cái chuyến đi tuyệt vời hơn người đàn ông ngày xưa rất là nhiều. Ăn chơi. Hiểu rồi. No nê rồi, giờ phải nghỉ ngơi. Câu chuyện tình mà cảm ở trên Đà Lạt thì có rất nhiều mô hình để nghỉ ngơi và giá thành cũng không cao lắm. Đó. Chúng ta đã tới đây rồi, đây nè. Anh ơi, em thực sự càng lúc càng lo sợ. Anh có cái ý đồ xấu với em không? Em la. Trời ơi, bả la suốt chuyến rồi bây giờ còn bắt đầu rồi la nữa cơ hả? Cái tức là có ý định làm gì với người ta với bả mà bả cứ tự ngộ nhận thôi. Ủa? Để kìa, coi đi, coi đi. Coi chuẩn bị đi. Đó, đó là cái mà đang nói tới đó. Dễ thương không? À này, cái hộp mình nói là cái hộp. Cái giá phòng này bao nhiêu một phòng? À, giá phòng là 250 một đêm. Là một ống á, một ống. Một ống. Có thể là một người hoặc ba người. Thế giờ còn phòng nào? À, còn một phòng. À. Có lều nữa. Lều ở đây là có nệm, rồi có máy sưởi, có điện. Ồ, có nghe là đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Giống như trong nhà rồi. Y như trong phòng luôn. Lều thôi, ok quyết định vậy chứ. Sáng dậy rồi anh chỉ việc ngồi đây ngắm mặt trời ngắm mặt thôi. Mình coi thử ai ở trong nhà tròn, ai ở ngồi ngoài lề. À thiệt có hả? Không nhận hả? Hình như mấy người mà có vợ rồi không bao giờ biết ga lăng là gì hay sao? Không, em cứ nhấn đi. Chừng nào mà cái con cá sấu nó cắn cái bụp, có nghĩa là người đó thua. Mày ăn hở mắt ra hiện hình rồi mày. Ủa tôi đâu phải là ông đĩa thần tài đâu mà cầu là ra liền vậy? Quá xui. Anh đau luôn em. Anh đau luôn. Cái gì thôi? Cái đầu đi đâu luôn á. Ấm lắm á, mình có toilet chung nhưng mà rất là sạch sẽ. Trong toilet cũng có đầy đủ đồ nghề. Khi á mưa mà nặng hạt á, gió lốc á, nó có thể bay lèo ha, cho nên là em cứ ngủ. Ý có vợ rồi hả, có gà lan, có đàn ông, cái nem ở chỗ này nó bị ướt nữa nè, không được đâu anh Vương. Đi đi ra đây nó nghe nói chuyện chút thôi. Anh nghĩ sao em làm sao mà đặt lại anh mà anh no cái gì? Anh coi kìa, cái nệm bên kia nó ướt rồi. Đâu? Hả?
Trời ơi, ướt vậy sao nằm. Mũi nữa chứ.